vào từ chính để thách đố Mỹ và Việt Nam. Tuần lễ thứ 2 tháng 8 năm 2019, sau đây là tóm lược của phỏng vấn độc quyền ngày 6 tháng 8 năm 2019 tại Washington giữa nhà báo Phạm Trần và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hùng từng giảng dạy nhiều năm về quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason gần thủ đô Hòa Tình Đốn Chân việc tóm trình Carolina TV thực hiện. Bối cảnh Trung Quốc đã bất chấp luật pháp quốc tế đem tàu Hải Dương 8 vào thăm dò dầu khí bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở bãi Tư Chính, vùng Dũng Tàu, khoảng 370 cây số về hướng Đông Nam từ ngày 3 tháng 7 2019. Việt Nam đã khẳng định chủ quyền vùng biển này và đòi Trung Quốc rút lui, nhưng Trung Quốc vẫn ở lại và còn quả quyết đây là lãnh thổ của họ. Vậy Hoa Kỳ cường quốc số 1 thế giới đang đứng ở đâu trong cuộc tranh chấp này và liệu chính quyền Donald Trump có sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh ở Biển Đông không? Xin trích dẫn một vài câu hỏi chính. Nhà báo Phạm Trần đặt câu hỏi: "Thưa giáo sư, tại sao Trung Quốc chọn vùng biển Bãi Tư Chính mà không phải nơi khác để tìm kiếm dầu khí vào thời điểm này?" Giáo sư Nguyễn Minh Hùng nói: Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào vùng biển Bãi Tư Chính với mục đích áp lực không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển nằm trong đường lưỡi bò của Trung Quốc. Một đòi hỏi căn cứ trên lịch sử sai lầm theo Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House và trái với luật quốc tế luật biển 1982 và phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế năm 2016. Trong liền 2 năm 2017 và 2018, Trung Quốc đã thành công trong áp lực không cho Việt Nam khai thác dầu khí ở hai lô, lô 136-3 và 7-3 thuộc vùng biển Bãi Tư Chính. Lần này, Việt Nam khởi động khoan dầu ở một lô khác, lô 6-1, cũng trong vùng biển bãi Tư Chính nên Trung Quốc lại tìm cách ngăn chặn. Được hỏi tại sao Bộ Ngoại giao Việt Nam phải đợi 16 ngày sau khi Trung Quốc đem tàu tìm dầu và các tàu có võ trang hộ tống vào vùng Tư Chính hoạt động, từ ngày 3 tháng 7 2019 mới chính thức lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông. Ông giải thích Việt Nam bắt đầu khoan dầu từ tháng 5. Đầu tháng 7, Trung Quốc mới đưa tàu Hải Dương 8 đến khảo sát địa chất. Hai bên vờn nhau cả tuần, nhưng không bên nào công bố vì không muốn làm lớn chuyện. Cho đến khi Việt Nam thấy cần công khai, lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và đòi Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng này, đó là tiến trình theo tự nhiên, theo thứ tự thời gian. Hỏi khi xảy ra vụ hải dương 981 người Việt Nam cả trong và ngoài nước, đã, kể cả giới trí thức không phân biệt chế độ chính trị đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Nhiều cuộc biểu tình chống các công ty của Trung Quốc cũng đã xảy ra ở Việt Nam. Ngược lại năm nay 2019 người dân đã không có phản ứng như thế sau vụ tư chính đã không phải không có chỉ trích chính quyền nhưng biểu tình thì không có mệt mỏi và chán nản như ông nghĩ cũng có lý. Ngoài ra có thể có nhiều lý do khác. Thứ nhất, cuộc khủng hoảng lần này không nghiêm trọng bằng lần trước. Thứ hai, chính quyền Việt Nam đã học được bài học và kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc cũng như đối với người dân lần này họ công khai chống đối Trung Quốc. Họ nêu đích danh Trung Quốc để chỉ trích trước thế giới và trên diễn đàn khu vực Asian, chứ không còn phải nắp sao từ tàu lạ hay hữu nghị viễn vọng. Thứ ba, nội bộ đảng Cộng sản không chia rẽ chậm trọng như 5 năm, năm trước để người ngoài có thể dễ khai thác. Thứ tư, một số nhân vật có quá khứ cách mạng và uy tín có thể gây cảm hứng và làm lá trắng cho cuộc biểu tình hoặc đã qua đời hoặc đã quá già. Thứ năm trong thời điểm này không có các công ty Trung Quốc ở Việt Nam có hành động gây căm phẫn biến họ thành cái đích rõ rệt để chống đối và bạo động. Hỏi vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortegas đã đưa ra lời tuyên bố lên án hành động của Trung Quốc trong vụ tư chính có lợi cho lập trường ở Biển Đông của Việt Nam. Giáo sư có nghĩ rằng khi chính quyền Mỹ lên tiếng như thế là họ muốn kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc hay vì lý do nào khác? Đáp, với tuyên bố ấy họ vừa chỉ trích vừa răng đe Trung Quốc vừa hỗ trợ lập trường của Việt Nam, đồng thời khuyến khích Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á mạnh dạng chống sự bắt nạt và cưỡng chế của Trung Quốc. Trước đó, tháng 10 năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với Hugh Hewitt, khi còn là cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Dick Bolton coi việc Trung Quốc quấy nhiễu tàu tuần tra của Mỹ ở Biển Đông là hành động nguy hiểm và khẳng định Hoa Kỳ không chấp nhận để Trung Quốc biến vùng này thành một tỉnh của Trung Quốc. Ông còn tuyên bố chúng tôi sẽ tìm cách khai thác thêm các tài nguyên khoáng sản ở Biển Đông đủ có hay không có sự hợp tác của Trung Quốc. Gần đây nhất là sau vụ bãi tư chính có một số thay đổi trong các tuyên bố của Mỹ bên ngoài vị thì cũng có Bộ Quốc phòng, cả Bộ Ngoại giao và quốc hội Mỹ đều nhập cuộn lên án hành động bất nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Bên trong Nhà Trắng, một số cố vấn tổng thống như đại diện thương mại Robert Lizer và cố vấn thương mại Peter Navarro đều có thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Hành động đơn phương và đôi khi dường như bất nhất của tổng thống Trump làm xói mòn lòng tin và do đó sự hợp tác chân thành của các đồng minh và đối tác của Mỹ trong việc đối phó với Trung Quốc, quan hệ đặc biệt của Tổng thống Trump với lãnh đạo do Thái và Ả Rập muốn Mỹ vào tranh chấp với Iran. Nếu Mỹ bị xa lầy ở Trung Đông, thì chiến lược ấn độ Thái Bình Dương khó có thể thực hiện đến nơi đến trốn. Trước áp lực của giới tư bản và nông dân Mỹ bị thiệt hại vì cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung và vì nhu cầu tranh cử 2020, chính quyền Trung cần một nhận nhượng của Trung Quốc để có một cái gọi là thắng lợi ngoại giao. Tổng thống Trung có thể đổi chác để bám lấy thị trường Trung Quốc. Đổi chác ấy nếu có sẽ thiệt hại cho ai? Hỏi, thưa giáo sư, tôi không thấy có nước nào trong khối Asian 10 quốc gia lên tiếng về vụ tư chính của Việt Nam. Tại sao? Đáp, chỉ trích Trung Quốc thì có, nhưng họ chỉ nói đến sự xâm phạm của Trung Quốc tới vùng biển của họ như Phiên Lực Tân. Đối với vùng biển đảo Thị Tứ tháng 3 và bãi Scarborough tháng 7, Malaysia với vùng biển bãi Luconia tháng 5, chứ không lên án Trung Quốc về vụ bãi tư chính. Ngay cả thông cáo chung ngày 31 tháng 7 của Asian cũng chẳng đá động đến vụ bãi tư chính chẳng chỉ trích danh Trung Quốc mà chỉ nói mù mờ về những sự cố nghiêm trọng đang diễn ra trên Biển Đông. Đó là thái độ trái nhà hàng sớm bình chân như vậy. Nghi ngờ quyết tâm bảo vệ của Mỹ không muốn làm mất lòng Trung Quốc với hy vọng được nước này ban riêng một nhượng bộ nào đó. Riêng phi lực tân Tổng thống Rodrigo Duterte thì đã nói rõ Ông không tin vào cam kết của Mỹ dù họ đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Phi. Vì thế Phi phải hòa hoãn với Trung Quốc. Ông tuyên bố một mình Phi không đánh nổi Trung Quốc và thách thức nếu Hoa Kỳ thực sự muốn đẩy Trung Quốc ra khỏi Biển Đông thì hãy đưa toàn thể hạm đội 7 vào Biển Đông. Lúc ấy Phi sẽ theo sau lưng Hoa Kỳ và còn hô hào đánh bom tàn nát hạm đội Trung Quốc nói tóm lại quyền lợi ích kỹ áp lực và chính sách chia để trị của trung quốc cùng với sự nghi ngờ về khả năng và quyết tâm của hoa kỳ khiến cho các quốc gia trong khối asian không dám bên nhau để cùng đương đầu với trung quốc trân trọng kính chào trần việt carolina tv